Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối, truyện ma đêm khuya lúc 20 giờ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện ma Lòng Dạ, tác giả Đắc Tuấn. Mong rằng quý thính giả nghe truyện yêu mến truyện của Đắc Tuấn, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay, Lòng Dạ, tập cuối. Vài ngày sau, buổi tối trong một căn phòng sang trọng ở Sài Gòn, tiếng còi xe tấp nập bên ngoài kêu lên không ngớt. Đứng tựa khung cửa sổ nhìn ra những chiếc xe đang vội vã chen nhau là ánh mắt vô hồn của Trần. Đôi mắt lo toan của cô đã khiến cho ông Long chú ý, tiến lại xoa lấy bờ vai thon thả của Trần. Ông ta nhẹ nhàng hỏi: "Chuyện gì vậy em? Mấy ngày nay anh thấy em có vẻ lạ lạ sao đó." Trần nghe ông Long hỏi thì lại càng tỏ vẻ lo lắng hơn. Cô đáp: "Anh có nhớ cái người chống nạn hôm bữa không?" "Ừ, cái thằng khú rách áo ôm què đó hả? Nó nói em là vợ của nó. Nè, đừng nói chuyện đó là thật nghe." Trân giữ thái độ lạnh lùng, bước ra cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Cô không nói gì, nhìn ông Long rồi khẽ gật đầu. Thế vậy, ông ta liền hỏi dồn: "Trời đất ơi, sao không nói cho anh biết sớm? Lỡ mà người ta biết được ca sĩ Bảo Trân đối xử với chồng cũ như vậy thì danh tiếng của em sẽ đổ nát ngay lập tức đó." Trân thở dài mệt mỏi: "Thì mấy bữa nay em lo lắng chuyện đó đi nè. Không biết sao cái tên què đó lại tới đây được nữa. Đúng là mệt mỏi ghê á." Ông Long câu mày khó chịu: "Đáng lẽ ra cái chuyện như vậy em phải nói ra sớm thì anh đã có thể sắp xếp ổn thỏa rồi. Bây giờ thì hơi khó khăn rồi đây." Trân trầm ngâm một lúc không nói gì. Trong đầu cô bỗng lóe lên một suy nghĩ tàn độc. Cô nhìn ông Long bằng một đôi mắt sắc lạnh, rồi cất giọng nói nhỏ: "Anh à, người chết thì không thể nói chuyện được mà, phải không?" Ngay lập tức ông Long liền hiểu ý của Trân. Dù gì ông cũng không muốn cô gặp chuyện, bởi ở đất Sài Gòn này lúc bấy giờ không ít các nhà hàng nghệ sĩ cạnh tranh với nhau gay gắt. Và Trân lúc này đây thì đầy những đại gia mê mẩn mà tìm tới nhà hàng Kim Tuyến chỉ để được ngắm và nghe cô hát thôi. Với ông Long, Trân không chỉ là tình nhân mà còn là con gà đẻ trứng vàng. Vậy nên phải làm cái gì đó để giữ danh tiếng cho cô, ông cũng chẳng ngại. Cho dù có giết một vài mạng người đi chăng nữa, ông ta mỉm cười nói: "Đúng lắm, người chết thì làm sao có thể nói được cái gì chứ." "Chị, anh có cách chưa?" Ông ta nhếch mép: "Tưởng gì khó khăn, chuyện này đơn giản thôi. Anh em nhà thằng Khanh thằng Khương đó, em biết chưa?" "À, hai cái thằng giang hồ dưới trướng mười sẹo đó hả anh?" "Ừ, cho hai cái thằng nghiện thuốc đó một ít tiền thì đừng nói là một thằng què, dù có tám thằng lành lặn đi nữa tụi nó cũng lo được." Trở lại con kinh ngã lá Bình Yên, từ hôm lên Sài Gòn về cho tới nay, Nguyên chẳng còn u sầu hay bận lòng chuyện cũ nữa. Bởi ít ra thì Nguyên cũng biết rõ là giờ đây Trân đang sống rất tốt, nên chẳng việc gì anh phải tự hành hạ bản thân. Như lời lão mụ đã từng nói, bỏ đi là người ta, nhưng đau lòng hay không lại là do bản thân mình quyết định. Vậy nên Nguyên dặn lòng từ đây về sau phải sống cho thiệt tốt, quên tất cả đi và chẳng còn liên quan gì tới Trân nữa. Lúc này cũng đã hơn 6 giờ chiều, cảnh quê thì đâu như chốn đô thành xa hoa rực rỡ. Bởi nơi đây, thứ duy nhất soi sáng tất cả chỉ có ánh mặt trời ấm áp mà thôi. Khi hoàng hôn vừa xuống, mọi thứ đều chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Không có tiếng còi xe hay tiếng người nhộn nhịp, mà chỉ có tiếng ếch nhái, vốn là những người nghệ sĩ lưỡng cư đang cùng nhau hòa lên một bài nhạc đồng quê ảm đạm. Phía sau căn nhà tranh nhỏ hẹp, bóng dáng của Nguyên đương chậm chậm dọn bữa cơm trễ lên trên bàn. Bên cạnh là ánh lửa đèn dầu như đang nhảy múa không ngừng. Ngồi vào mâm cơm,
Nguyên xắn tay áo chuẩn bị thưởng thức thì phía trước nhà có tiếng người lạ vang lên, giọng có hơi dữ tợn. Có ai nhà không? Nghe tiếng người gọi, Nguyên vội vã chống nạng bước ra. Chưa ra tới cửa, anh đã thấy hai người đàn ông đang song song bước vào trong nhà. Nguyên dè chừng nhìn hai gã kia rồi hỏi: Hai anh là ai vậy? Lúc này một trong hai tên kia cầm cái đèn pin trội thẳng vào anh, như để xác định người bọn chúng muốn tìm. Tên cầm đèn nói: Đúng là thằng này rồi đó, xử nó đi. Tên cầm đèn vừa dứt câu thì tên còn lại rút ra một con dao nhỏ, nhanh như cắt lắng lao tới Nguyên, rồi chẳng ngần ngại đâm xuyên vào bụng anh một nhát chí tử. Quá bất ngờ, xen lẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, Nguyên chỉ biết chống cự để cố gắng bỏ chạy đi. Nhưng khổ nổi với cái chân chống nạn thì làm sao anh có thể chạy khỏi được nơi đây với hai tên khỏe mạnh kia chứ. Nguyên dùng sức đẩy cái tên vừa đâm mình ra, rồi cố kêu cứu trong cơn yếu ớt. Đường quê đất trống, nhà cách nhà nhau hơn mấy trăm thước, lại đang lúc đêm dị, vậy cho nên tiếng kêu cứu của Nguyên lúc bấy giờ quả thực là vô vọng. Và hiển nhiên mọi chuyện đời thật sẽ không diễn ra như trong cổ tích. Câu kêu cứu của Nguyên vẫn còn chưa dứt thì tên cầm đèn pin đã nhanh tay quơ lấy cái ghế đậu cạnh đó, phang thật lực vào đầu của anh. Nhận cú đánh như trời giáng, Nguyên té ngã người ra phía sau bất động đi. Tên kia dường như sợ anh vẫn chưa chết nên tiến tới, dùng cái ghế đậu bồi thêm vào đầu Nguyên liên tiếp không ngừng. Những âm thanh chát chúa vang lên trong căn nhà mái lá, đến khi máu đã ướt đỏ cả nền đất thì hắn mới chịu ngừng tay. Nguyên đã hoàn toàn nằm im bất động, đôi mắt của anh vẫn mở trừng trừng, nhưng chỉ còn lại mỗi cái lồng trắng thôi. Máu từ đầu vẫn tuôn rơi ra không ngớt, cả thân thể cách mấy giây lại trung giật giật lên liên hồi. Bây giờ tên cầm dao cất giọng lạnh lùng hỏi: Xử cái xác như thế nào đây anh Khương? Khương vứt mạnh cái ghế đẩu đã đỏ máu sang bên cạnh, lau nhẹ mồ hôi trên trán, rồi đáp giọng bình tĩnh: Thì chú Long đã căn dặn rồi, bỏ vô bao, lửa khúc sông sâu dứt xuống là được. Lây quay hì hục một hồi, cuối cùng thì hai thằng cũng bỏ được cái xác của Nguyên vào trong cái bao tải thủ sẵn. Bầu trời hôm nay không trăng cũng chẳng sao, mây đen che phủ tất cả, khiến cho hai tên giang hồ Khương và Khanh rất thuận lợi để mà hành sự. Khi vác cái bao tải đang nhỏ máu ra bên ngoài thì tên Khương chỉ xuống dưới mé sông gần đó rồi nói: Ê Khanh, có chiếc xuồng kìa, đem xuống xuồng đi, rồi chở đi tìm chỗ nào xa xa dứt xuống là được. Hai tên nhọc nhằn đưa xác Nguyên xuống chiếc xuồng nhỏ. Ông trời lúc này như khóc thương cho cuộc đời của chàng trai xấu số. Những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi, rồi dần dần nặng hạt hơn. Cảnh mưa đêm hôm nay u ám tới lạ thường. Bầu trời lâu lâu lại lóe vang ánh chớp, làm lộ rõ trên khuôn mặt lạnh lùng của hai tên sát nhân tàn độc. Bọn chúng chèo xuồng tới một khúc sông mà bọn chúng cho rằng là mực nước sâu nhất. Mỗi kẻ một đầu bao tải, không chút do dự ném xác Nguyên xuống lòng sông lạnh lẽo. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, đôi mắt của bọn chúng vẫn chăm chú chờ đợi xác của Nguyên chìm xuống rồi mới yên tâm bỏ đi. Một giây, hai giây, rồi ba giây, cho tới gần một phút trôi qua, cái bao tải chứa xác của Nguyên vẫn nổi lên phình trên mặt nước. Máu trong bao cứ lan ra từ từ khắp một dũng trên sông. Hai tên sát nhân lúc này nhìn nhau lộ rõ sự bất ngờ, nhưng cả hai bọn chúng đều là những kẻ máu lạnh, chẳng kẻ nào tỏ ra sợ hãi trước điều kỳ lạ đang diễn ra. Một tên bực dọc cất tiếng: Mẹ nó, mắc cái giống chó gì mà nó không chịu chìm xuống vậy? Thấy vậy, tên còn lại liền lấy cái dầm trên tay nhấn mạnh cái bao xuống nước. Lúc này cái bao mới dần dần chìm hẳn xuống đáy sông tăm tối. Hai tên sát nhân nán lại, nhìn cho tới khi mặt nước hoàn toàn tĩnh lặng trở lại mới yên tâm chèo xuồng bỏ đi. Bầu trời đêm vẫn cứ mưa như trút nước, Khương và Khanh đều đã ướt như chuột lột. Bọn chúng muốn nhanh chóng rút khỏi chỗ này, nhưng bỗng từ đâu lại có tiếng phụ nữ hát tru con, hát vang vọng cả một khúc sông đêm. Hai thằng hơi biến sắc nhìn nhau, rồi dừng tay chèo lại để quan sát.
Trong bóng đêm mịt mù phía trước, ngoài những giọt mưa đang nhảy lăng tăng trên sông, thì hai tên sát nhân còn thấy được một cái vỏ lãi đang trôi chậm chậm về phía chúng. Lúc này tên Khanh lấy chiếc đèn pin xôi vô, thì thấy rõ trên vỏ lãi có dáng của một người phụ nữ, tóc tai rủ rượi, ướt đẫm bởi nước mưa. Cô ta ngồi quay mặt về phía bờ rồi ngân nga câu hát. Những câu từ kia tuy bình thường, nhưng giọng điệu lại cứ vang lên từ đáy địa ngục, âm thanh vọng về qua từng kẽ lá, khiến cho hai tên sát nhân máu lạnh cũng phải khẽ trùng mình lên vì sợ. Khi cái vỏ lãi trôi ngang qua chiếc xuồng của mình, tên Cương cầm đèn pin soi thẳng vào tấm lưng của người phụ nữ, rồi lớn cái giọng chợ búa: "Nè con kia, nãy giờ mày thấy tụi tao làm cái gì không? Quay mặt lại tao coi cái coi." Người phụ nữ ngồi bên kia vẫn đang lạnh lùng ngân nga câu hát, như thể xem hai tên sát nhân này không hề tồn tại. Thấy chiếc vỏ lãi trôi qua khỏi, thì tên Khanh liền phun dầm chèo nhanh theo. Vừa chèo hắn vừa chửi lớn: "Mẹ nó, cái con nhỏ này, mày giỡn với anh em tụi tao đó hả?" Con xuồng nhỏ băng băng đuổi theo. Đoạn đến gần chiếc vỏ lãi, thì tên Khương liền trút dao mà nhảy sang. Nhưng bỗng nhiên chiếc vỏ lãi kia lại biến mất một cách thần kỳ ngay trước mặt hai tên sát nhân. Tên Khương vì mất trớn nên cũng té nhào xuống lòng sông ngay sau đó. Chứng kiến thấy Khương rơi xuống, Khanh liền vội tiến tới mũi xuồng. Hắn xoay cái đèn pin tìm kiếm để kéo đồng bọn lên, thì kỳ quặc thay, lúc bấy giờ mặt nước chẳng còn chút gợn sóng, mọi thứ đều tĩnh lặng như không có dấu hiệu gì là có người vừa rơi xuống nước cả. Nét mặt tên Khanh hiện chút bối rối, hắn gọi lớn: Cưng à. Nhưng đáp lại hắn bây giờ chỉ là tiếng mưa rơi xào xạc khắp nơi. Nét mặt của hắn dần chuyển sang lo sợ. Đoạn hắn quơ cái dầm xuống nơi Khương vừa té để mong có thể tìm được đồng bọn, nhưng mà mái dầm chỉ khua vào làn nước chứ không hề có một dấu hiệu gì cho thấy Khương đang ở dưới đó cả. Tuy có chút sợ hãi, nhưng dù gì bọn chúng cũng là anh em ruột, bỏ nhau là chuyện không thể nào. Tên Khanh cầm cái đèn pin nhảy thẳng xuống sông để tìm, nhưng mọi cố gắng của hắn đều trở nên vô vọng, bởi dưới đó bây giờ chẳng có gì ngoài bóng tối và con nước sông lạnh lẽo mà thôi. Bất lực, mệt mỏi, Khương đành bỏ cuộc leo lên xuồng. Và bất giác hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nhìn lại phía mũi xuồng, hắn đầy hốt hoảng khi thấy người phụ nữ hát ru khi nãy. Lần này thì hắn có thể nhìn rõ mặt người đó. Một khuôn mặt trắng như tờ giấy, đầy những đường chỉ máu nổi lên trên cổ cho tới mặt. Khanh chết trân mở mắt nhìn về phía đó, mà người phụ nữ kia cũng đang đưa đôi mắt đen tuyền sâu hun hút mà nhìn hắn. Chứng kiến cảnh đó thì ngay cả một tên sát nhân máu lạnh như Khanh cũng phải sợ xanh mặt. Hắn hốt hoảng nhảy xuống sông để mong chạy thoát đi, nhưng khi vừa nhảy xuống nước thì hai chân hắn cứ như bị một thứ gì đó kéo giữ lại, khiến cho hắn chẳng bơi nổi dù chỉ một tấc. Trong cơn hoảng loạn do ngộp nước, Khanh cảm nhận được có ai đó đang ôm chân mình rất chặt. Không những vậy, bên tai hắn lúc này còn thi thoảng có tiếng trẻ con cười giỡn: "Xuống đây đi, xuống đây chơi vui lắm." Dần dần Khanh cũng mất đi hết ý thức của mình. Hắn ta bắt đầu từ từ chìm xuống. Thân thể của hắn đã chạm tới tận đáy sông, nơi mà tên Khương từ nãy tới giờ đã chết lạnh ở đó. Nét mặt của hai bọn chúng đều như nhau, lộ ra một vẻ đầy kinh sợ. Một tiếng sét đánh đinh tai vừa vang lên. Trên mặt nước lúc bấy giờ cơn mưa vẫn cứ lạnh lùng rơi, chẳng còn thấy bóng dáng của người phụ nữ ban nãy đâu, chỉ còn lại chiếc xuồng nhỏ trống không đang trôi tự do theo dòng sông hời hợt, và tiếng hát ru bi oan từ đâu cứ văng vẳng vang lên, xen qua từng giọt mưa rồi vang vọng khắp cả một đoạn sông u trầm tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, khi con nước ròng vừa xuống thì người dân cũng phát hiện ra hai cái thi thể lạ mặt ở dưới mé sông. Chỉ có mỗi Nguyên là vẫn còn nằm đâu đó dưới khúc sông ngã lá. Có lẽ mãi về sau cũng chẳng ai tìm thấy được anh. Người dân xóm ngã lá lúc bấy giờ cũng chỉ lo bàn tán xôn xao về hai cái xác người lạ kia, vậy nên cũng chẳng ai bận tâm tới một kẻ cô độc như Nguyên cũng vừa mất tích khỏi xóm làng này. Thời gian cứ vậy âm thầm trôi, thấm thoát từ cái đêm định mệnh hôm đó đến nay cũng đã hơn 5 tháng. Phía ông Long và Trân lúc đầu khi nghe tin hai tên giang hồ họ thuê bị chết dưới sông ngã lá thì cũng lo sợ lắm. Nhưng cho tới nay thì mọi chuyện vẫn bình yên, cả hai cũng dần xem như không có gì, cứ vậy mà bình thản sống qua ngày, xem như tội ác của họ gây ra đã chìm vào quên lãng. Hôm nay cũng là một đêm mưa gió, y như cái hôm mà Nguyên mãi mãi trời xa nhân thế. Ở trên con sông ngã lá vắng lặng tới rợn người, bỗng một tiếng sét đánh thẳng xuống dưới sông, nơi mà cách đây mấy tháng trước hai tên ác nhân đã vứt xác Nguyên xuống đó. Tiếng sét vừa dứt thì gió kéo tới vô cùng dữ dội. Bỗng từ dưới đáy sông lạnh lẽo nổi lên một cái bao cũ nát, bầu trời nhá chớp sáng trực liên hồi. Mỗi lần như vậy là lại thấy rõ trong cái bao kia có một ánh mắt trắng bệch nhìn ra bên ngoài. Cùng lúc ấy, ở xa xa đâu đó, tiếng chó tru vang vọng khắp nơi. Cùng với tiếng mưa và gió, chúng tạo nên một hỗn hợp âm thanh khiến cho ai nghe cũng phải trợn cả người. Sài Gòn hôm nay vắng vẻ khi đêm dậy, chắc có lẽ là cơn mưa cả ngày nay không ngớt. Trong căn phòng sang trọng, Trân đang điệu đà ngồi trên chiếc bàn trang điểm để tẩy trang sau một đêm dài đứng trên sân khấu. Bỗng dưng cô ta chết lặng đi khi thấy phản chiếu trong tấm gương phía sau mình là một khuôn mặt ướt đẫm máu. Giật bắn cả người, Trân hoảng loạn làm đổ vương vãi cái đống đồ mỹ phẩm đắt tiền trên bàn trang điểm. Nét mặt của Trân sợ hãi quay ra sau thì chẳng thấy gì ngoài cánh cửa sổ đang thấm đẫm nước mưa và tiếng gió vi bu thổi. Cùng lúc ấy, cánh cửa chính bỗng dưng mở ra, khiến một lần nữa Trân như hồn lìa khỏi xác. Nhưng ngay lập tức, tiếng nói của người bước vào trong phòng khiến cho cô trấn tĩnh lại. Sao vậy? Vừa làm đổ tháo cái gì mà anh ở bên ngoài nghe ồn ào vậy? Là giọng của ông Long. Trân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Không có gì đâu anh. Nói là vậy, nhưng lúc này Trân hoàn toàn cảm nhận được có một thứ gì đó rất bất an, cứ như là một đôi mắt vô hình nào đó âm thầm mà dõi theo phía sau cô. Cơn mưa bên ngoài như càng thêm nặng hạt khi ánh đèn trong phòng của Trân vừa tắt đi, thì cùng lúc ấy bên ngoài cửa sổ lộ ra một đôi mắt trắng bệch nhìn vào bên trong. Một đôi mắt chất chứa đầy sự thù hận, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống lấy đôi gian phu dâm phụ đang ôm lấy nhau mà trao những nụ hôn nồng thắm kia. 2 giờ sáng, nhưng bên ngoài vẫn còn sấm chớp không ngừng. Tiếng sét vừa rồi cũng vô tình làm cho Trân tỉnh giấc. Cô lui cui ngồi dậy thì không thấy ông Long nằm bên cạnh mình nữa. Trong căn phòng kín, bất giác Trân cảm thấy như có một luồng gió lạnh từ dưới đất nổi lên, khiến cả người cô tự động rung lên một cách vô thức. Đoạn Trân run run cất tiếng gọi. Anh Long à, anh có trong nhà vệ sinh không? Vừa gọi, Trân vừa nhìn về hướng nhà vệ sinh, nhưng cánh cửa của nhà vệ sinh lúc bấy giờ đã mở toang ra. Bên trong là một bóng tối chẳng thể nào nhìn xuyên qua được. Giọng Trân gọi lớn hơn nữa. Anh Long, anh đâu rồi? Đáp lại Trân lúc này chỉ có tiếng mưa tí tách bên ngoài. Cùng lúc ấy, dưới gầm giường có tiếng người vang lên. Cái giọng đó Trân nghe vô cùng quen thuộc. Bấy lâu nay nằm lạnh lẽo nơi đáy sông, vậy mà em vẫn vui vẻ ấm êm bên nhân tình sao? Trân em. Phải rồi, là giọng của Nguyên mà. Bao nhiêu năm gối chăn, làm sao mà Trân không nhận ra giọng của anh cho được. Chỉ khác là lần này cái giọng ấy nghe sao lạnh lẽo, nghe sao chua xót đau khổ tới tận cùng. Trân lúc này sợ hãi tới độ miệng chẳng cất nên được thành lời, đưa đôi mắt đỏ lệ nhìn xuống dưới gầm giường, nơi mà có một bàn tay trắng bệch đang thò ra
rồi dần dần cả một cơ thể người cũng từ từ trồi ra. Trần chết lặng đi khi chứng kiến cảnh tượng ấy, bởi kẻ đang bò ra từ trong gầm giường của cô không khác gì một con quỷ. Thân thể nó trắng và liên tục chảy ra một thứ nước đen ngòm, nhầy nhụa ghê gớm. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là phần đầu của nó đang quay lên nhìn Trần. Đôi mắt của nó cũng toàn một màu trắng, khuôn mặt và đầu đầy những vết thương, máu từ đó tuôn ra không ngừng. Miệng nó lẩm bẩm liên tục một câu: lạnh, dưới này lạnh lắm. Lúc này thì nỗi sợ của Trân đã lên tới đỉnh điểm. Cô chỉ biết nhắm mắt bịt tai rồi la lớn: không, không, em xin lỗi mà. Trân ngồi co ro ôm đầu la hét, đến khi có một bàn tay chạm vào lay bả vai cô, Trân mới giật mình mở mắt ra. Trân, Trân à, em sao vậy? Tiếng gọi của ông Long làm cho Trân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhưng nét mặt của cô vẫn in hằn một nỗi sợ kinh hoàng, trán tuôn mồ hôi ra như tắm. Trân bất giác nhìn xung quanh một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm, khi biết vừa rồi chỉ là mơ. Không sao, em gặp ác mộng thôi. 5 giờ sáng, sau cơn ác mộng đêm qua, thì Trân chẳng thể nào ngủ được nữa. Cứ hễ nhắm mắt lại, cô lại thấy khuôn mặt máu me đầy những vết thương của Nguyên hiện lên trong đầu. Bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt có phần hơi tiều tụy, Trân nhìn vào gương, cố trấn tĩnh bản thân. Không sao, là do mình nghĩ nhiều thôi. Lúc này không hiểu sao chiếc gương trước mặt Trân nứt một vệt nhỏ ra. Còn chưa hết bàng hoàng thì Trân lại thấy khuôn mặt đêm qua phản chiếu trong gương. Lần này cô nhìn rõ hơn. Bây giờ cơ thể Trân như trời trồng, chẳng quay mặt hay nhúc nhích được dù chỉ một chút. Trong gương, cô thấy rõ sau những cái dòng máu đang chảy xuống mặt kia chính là Nguyên. Cái bàn tay nhầy nhụa trắng toát như bị ngâm nước lâu ngày của anh ta dần dần đưa lên cổ Trân rồi siết mạnh. Trân bây giờ chỉ có thể đổ hai dòng lệ bất lực nhìn mình trong gương. Cô cảm nhận được từng hơi thở của mình bắt đầu nhọc nhằn, khó khăn hơn. Trân à, em bỏ tay ra coi, em đang làm gì vậy? Cứ như một mê cung giấc mộng không thể thoát ra, Trân một lần nữa được giọng ông Long gọi vực dậy. Nhưng lần này không phải là mơ. Cô rõ ràng đang đứng trước gương rồi tự dùng tay bóp cổ chính mình. Thấy nỗi kinh hoàng trong đôi mắt của Trân, ông Long lo lắng hỏi: rốt cuộc em bị làm sao vậy? Sao mà tự nhiên lại đi bóp cổ mình á, tới tím tái mặt mày hết rồi. Trân bắt đầu nhớ rõ lại những chuyện đêm qua cho tới giờ mình đã gặp. Cô khóc lóc sợ hãi mà trung lên: Là hắn, hắn về báo thù chúng ta đó. Không được, phải tìm mọi cách để cho hắn hồn siêu phát tán đi. Đôi mắt Trân bấy giờ hiện rõ lên một sự điên loạn, hằn lên những gân máu đỏ. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của cô ta trắng bệch, tiêu tụy đi, nhưng vẫn toát lên một vẻ nhẫn tâm, tàn độc. Đương thời ở quận 5, có một bà thầy Pháp người Hoa rất nổi tiếng. Từ xem bói cho tới đánh ma trừ yêu, bà đều rất giỏi. Mọi người gọi bà bằng cái tên vô cùng thân thiện và đơn giản, đó chính là bà Tự. Bà Tự hành nghề này nghe đâu đã mấy mươi năm nay, trong giới không ai là không biết. Do tiếng tăm vang xa nên người tìm gặp bà lúc nào cũng đông nghẹt. Cho nên ai muốn tìm bà giúp đỡ, không chỉ phải bỏ ra một số tiền lớn, mà còn phải mòn mỏi xếp hàng chờ đợi rất lâu. Biết có người tài phép như vậy thì ông Long và Trân cũng không ngại bỏ ra công sức để chờ đợi gặp mặt bà Tự, đặng cậy nhờ việc lớn. Trong căn chung cư khá cũ, được xây dựng theo kiểu của người Hoa, tiếng gót dài của ông Long và Trân vang lên lộc cộc, khô khốc nơi hành lang của lầu 4. Họ dừng lại trước một căn phòng không lớn nằm ở cuối hành lang. Bên trong khá thiếu thốn ánh sáng, chỉ có mấy cây đèn cầy được thắp lên đơn sơ bên cạnh một bà lão lớn tuổi. Thấy hai người vừa bước vô, bà Từ lạnh lùng cất giọng: về đi, người như các người ta không tiếp. Trân và ông Long không hiểu nhìn nhau.
Ông Long tự tốn hỏi. Sao bà vừa mới gặp đã đuổi bọn tôi rồi? Bà biết bọn tôi là ai hay không? Bà Tự ăn mặc đơn giản, khuôn mặt tuy đã nhăn nheo do tuổi tác nhưng nhìn phúc hậu vô cùng. Bà ngước nhìn Trân và ông Long rồi lắc đầu nói: Một kẻ tham phú phụ bần, một kẻ ham danh ham lợi, nghiệp ác tỏa ra khắp người như thế kia thì thần tiên cũng không giúp được đâu. Về đi. Nghe bà Từ nói vậy, ông Long rõ giận, đoán rằng bà lão nói vài câu như thế chủ yếu muốn vội tiền thôi. Ông ta lớn tiếng đáp trả: Nè bà già, đừng có nghĩ là bản thân có chút tiếng tăm á mà muốn nói cái gì thì nói nha. Bà biết tôi là ai hay không hả? Bà Từ mỉm cười như mỉa mai. Biết chứ, là một kẻ sắp gặp đại họa sát thần đó. Ông Long giờ đã tức giận tới đỏ mặt tía tai. Ông đứng phắt lên nói với Trần: Mẹ nó cái bà già này, vậy thôi em, anh dẫn em đi tìm người khác. Còn bà đó, cẩn thận nha, kẻo không có làm ăn được nữa với thằng Sáu Long này đâu. Thế là ông ta nổi giận đùng đùng, kéo tay Trần bỏ đi. Khi hai người bọn họ đi khuất dạng, thì trong bóng tối nhà sau của bà Tự có bóng dáng của một người thanh niên bước ra. Người đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Tuấn Đen, người bạn chí thân của Nguyên ngày nào. Đoạn Tuấn lễ phép ngồi xuống bên cạnh bà Tự rồi cất giọng nói: Con cảm ơn bà đã giúp cho con. Bà Tự nhẹ xoa đầu Tuấn, tuy miệng cười hiền hòa nhưng đôi mắt sắc lạnh nhìn về hướng ông Long và Trân vừa đi. Bà nói: Nếu như con không gặp ta trước thì ta cũng chẳng giúp hai kẻ lộng lan giả sói đó đâu. Tạo nghiệp nào thì gặp nghiệp đó thôi. Sợ dây sinh mệnh của bọn chúng sắp tận tới nơi rồi. Tuấn Đen nghe mấy lời của bà Tự thì lặng thinh nhìn theo bóng lưng của Trân đã dần mất hút. Lòng anh trào sôi cơn căm giận. Những mảnh ký ức đau buồn về cái chết của thằng bạn thân như thủy triều ùa về, tràn ra cả nơi khóe mắt của Tuấn. Quay ngược lại thời gian cách đây vài tháng, khi mà Nguyên vừa bị hai tên sát nhân giết hại đi, lúc bấy giờ có lẽ chỉ có người bạn thân của Nguyên là Tuấn phát giác được chuyện đó, bởi anh là người duy nhất theo chân Nguyên lên Sài Gòn và thấu hiểu hết mọi chuyện. Hôm đó cũng như mọi ngày, Tuấn Đen mò tới nhà Nguyên định làm chút rượu lai trai sau một chuyến đi buôn dại vất vả. Nhưng khi anh đến thì căn nhà của Nguyên vắng lặng như tờ, không thấy Nguyên đâu, mà chỉ thấy để lại dưới đất những vệt máu khô ở khắp nơi và mâm cơm ôi thiêu phía sau nhà bếp. Lúc bấy giờ Tuấn có báo với phía công an biết, nhưng rồi ngày qua ngày cũng chẳng tìm được tung tích gì của Nguyên. Mãi cho tới một thời gian sau, Tuấn mới hay nằm mộng gặp lại người bạn cũ. Tuấn thấy Nguyên thân thể ướt sũng, mặt và đầu thì đầy những vết thương. Trong mơ, Nguyên đứng cạnh Tuấn rồi bật khóc thương cho cuộc đời khốn khổ của mình. Nếu như chỉ là một giấc mơ bình thường thì Tuấn đã không để tâm tới, nhưng giấc mơ đó cứ liên tục lặp đi lặp lại suốt hàng tháng trời, khiến cho Tuấn không tin cũng không được. Vậy nên anh quyết định đi tìm bà Tự để mong bà có thể giúp đỡ. Nói ra cũng trùng hợp, Tuấn và bà Tự vốn dĩ quen nhau từ trước. Tuấn Đen thường xuyên lui tới ở các khu chợ người qua để buôn bán trái cây từ dưới quê đem lên. Bà Tự đây là khách quen của anh. Mấy khu chợ ở quận 5, quận 4 lúc bấy giờ không ai là không biết tới Tuấn, bởi cái tính tình hiền lành chất phác hay giúp đỡ người khác, thành ra ai nấy cũng đều cảm mến thương yêu, và bà Tự cũng không ngoại lệ. Lần đó đi chợ sớm, bà Tự sơ ý lơ là một chút thì có mấy thằng thanh niên nghiện ngập giật túi tiền của bà. May mắn lúc đó Tuấn sức trai khỏe mạnh, anh đuổi theo tụi cướp hết mấy con hẻm để lấy lại túi tiền cho bà Tự. Kể từ đó bà Tự xem Tuấn như cháu trai, thường xuyên lui tới mấy khu chợ Tuấn bán để mua trái cây ủng hộ cho anh. Đúng 2 tháng trước, sau khi kể chuyện của Nguyên cho bà Tự nghe, bà Tự liền cảm thấy sự tình không ổn. Bà kêu Tuấn lấy một số vật dụng của Nguyên đưa cho bà, cùng ngày sinh tháng đẻ để bà bốn ra một quẻ. Và đúng thật như những gì mà Tuấn đã lo sợ, quẻ bói bà Tự nói
Kỳ thực Nguyên đã rời xa nhân thế được một thời gian. Không những vậy, do lúc chết bị quăng xuống nước nên linh hồn đã trở thành ma gia, không thể rời khỏi khúc sông kia quá xa được. Tuấn biết rõ xưa nay Nguyên không gây thù chuốc oán với ai, vậy cho nên nếu như có một kẻ muốn hại anh, duy nhất chỉ có thể là Trân, người vợ cũ của Nguyên. Giải thoát ma gia ra khỏi khúc sông nó bị giam giữ là điều cấm kỵ. Ấy vậy mà không biết bằng cách nào Tuấn lại có thể năn nỉ bà Từ giúp đỡ. Chắc có lẽ vì bà cũng cảm động trước số phận của Nguyên, và cũng như cảm thấy căm phẫn bởi hành động tán tận lương tâm của Trân. Thế nên bà Từ đã bất chấp mà giúp đỡ cho anh. Trở về với thực tại, Tuấn tò mò hỏi bà Từ: mà sao bà biết cái đô giang phu dâm phụ đó đó lại tới đây tìm bà vậy? Sau khi thoát khỏi khúc sông đó, kiểu gì mà thằng nhỏ kia nó không đi báo thù chứ. Quốc hận của nó nặng tới mức lúc nó vừa thoát ra, thiên lôi đánh cho nó một búa nhằm trừ họa. Nếu hôm qua ta mà không giúp đỡ nó kịp thời thì có lẽ nó hồn tiêu phách lạc rồi. Tuấn gật đầu như hiểu ra vấn đề. À, vậy là đêm qua con ác phụ đó đã bị thằng Nguyên tìm tới, thế cho nên bữa nay ta mới đi khắp nơi chạy dại để mà tìm thầy bà giải nghiệp. Bảo sao nét mặt của nó khi nãy con đứng bên trong thấy nó tiều tụy tới âm mưu. Đáng đời, cái thứ đàn bà bội bạc, lòng lan dạ sói mà. Tuấn vừa dứt câu, bà Từ cũng ho lớn mấy tiếng dữ dội rồi nôn ra một cục máu đen. Tuấn hoảng hốt đỡ lưng của bà rồi lo lắng hỏi: Trời, bà có sao không? Bà Từ xua tay như không có gì rồi đáp lại một cách khó nhọc: Không sao, không chết được đâu. Tuấn vẫn còn lo lắng lắm, anh sốt sắng hỏi thêm: Trời ơi, ho ra máu như vậy mà không sao gì chứ? Để con đưa bà đi bệnh viện nha. Cái thằng nhỏ này có bệnh tật thì mới phải đi bệnh viện chứ. Là do hôm qua đỡ một búa của thiên lôi cho thằng bạn của mày nên mới thành ra vậy thôi. Cũng may tao là con người, chứ yêu ma thì chết tám cái hồn rồi chứ không có chơi. Được rồi, dìu bà qua bên giường nghỉ ngơi một lát đi là đỡ thôi hả? Tuấn nhẹ đỡ bà Từ ngồi lên, vừa đi anh vừa hỏi: Mà bà ơi, mình cứ để trong linh thằng Nguyên nó tự tung tự tác như vậy liệu có ổn không bà? Bà Từ cốc đầu Tuấn rồi nói: Cái thằng này ngay từ đầu á, không phải chính bày năn nỉ tao làm ra cái chuyện đó hay sao? Nhưng mà không sao đâu, nó hứa với tao rồi, sau khi trả thù xong đó nó tự khắc sẽ đi, không ở lại nhân gian dù chỉ một giây. Tuấn có hơi bất ngờ, anh hỏi dồn: Hứa hả? Nó hứa chứ bà khi nào vậy? Bà Từ chật chật ngồi xuống giường rồi mới tự tốn đáp: Mới hồi nãy nè, nó vốn dĩ vẫn bám theo đôi cẩu nam nữ kia mà. Thôi được rồi, đừng có hỏi nữa, chẳng phải bay còn một ghe chuối chưa bán sao? Đi bán đi, không nó hư hết bây giờ đó. Để tao nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Tuấn vẫn còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng vẫn biết sức khỏe của bà Từ bây giờ là quan trọng hơn cả. Anh cẩn thận đắp thêm một cái mền cho bà rồi mới nói: Dạ, vậy thôi con đi nghe, bà nghỉ ngơi đi. Tuấn lễ phép chào bà Từ rồi lặng lẽ bước đi. Còn lại mình bà Từ nằm trên giường, bà ngước mặt nhìn lên trần nhà, nhưng ánh mắt thì dường như đang phiêu lưu ở một nơi nào đó xa thẳm lắm. Bà thầm thì một mình: Quả báo, ta biết ta làm vậy là không đúng, nhưng có trách là trách bọn người các ngươi đã quá tàn độc với nó rồi. Thời gian cứ vậy mà âm thầm lặng lẽ trôi qua. Những ngày tiếp theo của Trân
càng lúc càng trở nên ám ảnh. Cứ mỗi lần soi gương là cô ta lại thấy khuôn mặt ghê rợn của Nguyên hiện lên. Hay khi nhắm mắt lại thì lại nghe giọng của Nguyên thủ thỉ bên tai, khóc than hận trách. Chuỗi tháng ngày bị dày vò tâm trí khiến cho Trân trở nên xa xúc thấy rõ. Khuôn mặt của cô từ xinh đẹp chuyển dần sang tiều tụy, hai hốc mắt hõm sâu vào bên trong vì nhiều đêm mất ngủ. Thể trạng cũng yếu sức do ăn uống chặn đủ bữa. Công việc ca hát của Trân lúc bấy giờ phải tạm gác sang một bên, bởi lẽ tâm trí của cô không còn có thể tập trung cho một việc nào khác nữa. Cũng chính vì năng suất công việc trở nên giảm sút, nhan sắc cũng xuống cấp trầm trọng, mà người tình của Trân là ông Long cũng dần dần xa lánh, ghẻ lạnh cô. Hồi trước thì ai cũng biết ông Long và Trân như hình với bóng, nhưng bây giờ thì ông ấy rất ít khi gặp cô, khiến cho tâm trạng của Trân đã suy sụp lại càng thêm xuống dốc. Trong căn phòng rộng rãi nhưng vô cùng u tối, Trân ngồi ở một góc, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Mái tóc phủ lưa thưa xuống khuôn mặt tiều tụy. Nhìn Trân lúc này chẳng khác nào như một người điên. Đôi khi chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho cô giật nảy mình sợ hãi. Mệt mỏi vì nhiều ngày thiếu ngủ, Trân dần nhắm mắt ngủ quên đi lúc nào chẳng hay. Khi tiềm thức vừa chìm hẳn vào trong giấc mơ thì lại một lần nữa người chồng quá cuốn của cô lại tiếp tục xuất hiện ra. Trân thấy Nguyên đang nằm ngửa mặt ra đất, bị hai người đàn ông lạ mặt đánh đập túi bụi. Bọn chúng dùng vật nặng gì đó đánh thẳng vào đầu của anh liên tục mà chẳng một chút nương tay. Những âm thanh chát chúa cứ vang lên không ngừng, tiếng máu thịt tí tách đang trôi nhỏ giọt xuống. Nguyên vẫn nằm đó, nét mặt tuy ướt đỏ máu nhưng biểu lộ trên khuôn mặt lại không có một chút đau đớn nào. Trân thấy rõ đôi mắt sắc lạnh ấy đang nhìn về phía mình, miệng thì thầm những tiếng nói lúc gần lúc xa vang vọng ra trong đầu của Trân. Em thấy chưa, chúng ta tai tàn nhẫn như vậy đó. Anh đau, đau đớn lắm em à. Em biết không, có biết không? Trong cơn ác mộng, Trân thấy Nguyên dần dần ngồi dậy với khuôn mặt đẫm máu đó. Rồi anh bò quằn quại tiến lại chỗ của cô. Trân bấy giờ chỉ muốn khóc thét lên. Thực sự nỗi sợ lúc này đã dày vò cô lên tới đỉnh điểm. Không, em biết lỗi rồi. Làm ơn tha cho em, tha cho em đi mà. Mở cửa à, mở cửa cho lên coi. Tiếng đập cửa bên ngoài làm cho Trân bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đôi mắt của cô vẫn còn ướt đỏ lệ vì cơn kinh hãi. Trân bất giác ôm đầu khóc lên nức nở, quên bén đi mất đang có tiếng gọi bên ngoài kia. Trân, mày đâu rồi? Mở cửa nhanh lên coi. Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng dữ dội hơn, dần dần cũng khiến cho Trân lấy lại được ý thức. Biết được tiếng ông Long đang gọi, Trân đứng dậy mở cửa ra thì bất ngờ nhận một cái tát như trời giáng vào mặt từ phía ông Long. À, mẹ mày, làm gì tao gọi nãy giờ mày mới ra tới vậy? Xem thường tao hả? Còn cho cái. Nghe thấy giọng điệu nhầy nhựa của ông Long, Trân cũng biết cả ta đã xỉn quắc cần câu. Và cái tát vừa rồi cũng khiến cho cô tỉnh táo hoàn toàn trở lại. Đoạn Trân ôm mặt vì đau cho khẽ đáp. Em ngủ quên không có nghe thấy. Anh nhậu ở đâu mà xỉn dữ vậy? Để em dìu anh vô phòng. Tuy không vui trong lòng, nhưng Trân cũng nào dám chống lại ông ta. Bởi mấy ngày nay ở một mình cô đã như địa ngục, nay ông Long tới, cô nhẹ an tâm đi phần nào. Nhưng đáp lại sự nhẹ nhàng của Trân là thái độ khó chịu của ông ta. Không cần, mày cút ra cho tao. Cái con vô dụng, gây dựng danh tiếng cho mày, tới bây giờ được cái gì? Chưa trả được công cho tao, đã tàn tạ ra nồng đối như vậy rồi. Cút đi, đồ con đàn bà vô dụng. Ông ta loạn choạng quay vào trong giường rồi nằm xuống. Chỉ mấy giây sau, tiếng ngáy đã vang lên khắp phòng. Lúc này Trân đứng im một lúc, cô thầm nghĩ những gì xảy ra với cô là do chính cô ảo tưởng. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ đổ dở và mất hết tất cả đi. Trân thở dài một tiếng rồi bước tới giường nằm xuống bên cạnh ông Long, quyết không để cho cái quá khứ tội lỗi kia nuốt trọn lấy mình thêm một lần nữa.
Đêm nay có người ở bên cạnh, tâm lý của Trân cũng thoải mái hơn đôi chút. Cô cố gắng tập trung không nghĩ về những thứ mình đã trải qua gần đây để yên tâm nghỉ ngơi. Có vẻ như sau chuỗi ngày ám ảnh thì Trân thực sự đã thấm nhòe sự mệt mỏi, nên chỉ một lúc sau, đôi mi dần khép lại, cô chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Đôi nam nữ lúc bấy giờ hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng. Họ không hề hay biết được rằng có một người đang đứng cạnh bên giường, đưa mắt chăm chăm nhìn họ. Đôi mắt trắng bệch mang đầy sự thù hận lẫn đau đớn, chẳng phải ai khác cả mà chính là Nguyên. Phố phường bên ngoài càng lúc càng vắng lặng. Sự ồn ào ấy giảm xuống bao nhiêu là tiếng kim đồng hồ trong phòng của ông Long và Trân lại kêu rõ lên bấy nhiêu. Ngỡ rằng sẽ có được một giấc ngủ ngon, nhưng chẳng được bao lâu thì bên tai của Trân lại văng vẳng lên giọng nói quen thuộc tới độ ám ảnh kìa. Em có biết cảm giác từng miếng da miếng thịt của bản thân dần dần tan rã dưới đáy sông lạnh lẽo? Nó đau đớn, nó cô độc đến như thế nào hay không? Bất giác Trân mở trừng đôi mắt ra. Cô như chết lặng, bởi lúc bấy giờ người nằm cạnh cô không phải ông Long, mà chính là cái bộ dạng gớm ghiếc của Nguyên. Trân hốt hoảng ngồi bật lên, cô chạy sang bàn, rồi lấy con dao gọt trái cây nhỏ, trung trung chĩa mũi dao về phía Nguyên mà nói: "Đủ rồi, mày tránh xa tao ra." Trong thoáng chốc, nỗi sợ của Trân như hóa thành cơn giận dữ. Cô cầm con dao nhỏ phóng nhanh đến phía Nguyên đang nằm trên giường, rồi nhắm mắt nhắm mũi mà đâm loạn xạ. Nhìn Trân lúc bấy giờ không khác gì một con thú bị dồn vào bước đường cùng, dốc hết sức bình sinh để chống trả. "Khốn nạn, tao giết mày, tao giết mày." Từng câu nói của Trân thốt ra là từng mũi dao sắc lẹm được đâm xuống cực lực. Những âm thanh chát chúa vang khắp căn phòng, đến khi Trân chẳng còn chút sức nào để vung dao thêm được nữa, thì lúc ấy chiếc giường đã nhuộm đỏ một màu máu tươi. Con dao nhỏ trên tay của Trân rơi xuống, môi cô rung lên liên tục. Trân bất giác lùi người về phía sau, đưa mắt nhìn vào hai bàn tay đỏ máu của mình, rồi thét lên một tiếng thất thanh. Trân không dám tin vào mắt mình, bởi người từ nãy tới giờ cô điên cuồng tấn công chính là ông Long. Nằm trên chiếc giường lúc này là cái xác nhuộm đỏ máu của gã nhân tình Điểu Cán, chứ nào có phải là cái xác gớm ghiếc của người chồng cũ mà Trân vẫn tưởng tượng ra. Trân hốt hoảng tiến tới cạnh ông Long, trung trung giọng mà gọi lớn: "Anh Long, sao lại như vậy? Tại sao?" Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra khắp nơi. Thân thể ông Long từ cổ xuống tới bụng đều chi chít những mũi dao đâm. Trân biết bây giờ thì mọi chuyện không còn có thể cứu vãn được nữa. Vậy nên lựa chọn duy nhất của cô lúc này chính là bỏ trốn. Thay dội chiếc áo đã dính máu đỏ tươi, Trân nhanh chóng trốn đi mà chẳng kịp mang theo thứ gì, bỏ lại cái xác lạnh tanh nằm trên giường vẫn còn tuôn trào ra máu. Ba ngày sau, tiếng của mấy đứa trẻ bán báo ngoài đường vang lên một tin nóng hổi. "Báo đây, báo đây, tin mới nóng hổi nè. Ông Sáu Long chủ đoàn hát Kim Tiến bị nhân tình là cô ca sĩ Bảo Trân giết hại. Thi thể được phát hiện ngay tại nhà riêng. Báo đây, báo đây." "Ê nhóc, lấy tao một tờ báo coi." Ngồi bên một quán nước vỉa hè, giọng của Tuấn Đen vừa phất thằng nhóc bán báo lại. Bên cạnh đó còn có bà Tự. Tuấn đưa tờ báo cho bà Tự xem rồi thắc mắc: "Cuối cùng quả báo cũng tới với tụi nó rồi nè bà. Nhưng mà con tưởng phải là vong hồn thằng Nguyên ra tay chứ, sao cuối cùng lại thành ra con Trân giết cha già đó chứ?" Bà Tự nheo mắt nhìn tờ báo, đoạn bà đặt cái ly bạc xỉu vừa uống xuống bàn rồi đáp: "Chết kiểu gì thì cũng đều là do chính nghiệp của chúng gây ra thôi." Tuấn Đen đọc mấy dòng trên tờ báo rồi quay mặt nhìn ra ngoài lộ, đôi mắt xa xăm như tiếc nuối điều gì đó. Anh thở dài rồi quán trách số phận: "Càng nghĩ con lại càng thấy xót cho thằng Nguyên bà. Ngày xưa lúc con Trân nó bệnh nằm liệt giường,
một tay thằng Nguyên chịu chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo cho nó đó. Vậy mà cho tới khi cái chân của nó bị tật, con nhỏ lạnh lùng bỏ đi, hưởng giàu sang sung sướng. Cuối cùng nó còn cho người ám hại thằng Nguyên tới chết quan nữa chứ. Đúng là cái thứ ác phụ nhẫn tâm mà. Nhân tâm cách một lớp da bụng, nhìn thì tuy nông nhưng mà thâm sâu khó lường. Thôi bay đừng tức giận làm gì, yên tâm đi, quả báo chẳng bỏ sót một ai đâu, chỉ là nó tới sớm hay muộn thôi. 3 tháng sau, kể từ ngày người ta phát hiện ra xác ông Long, thì Trân cũng biệt tâm biệt tích. Phía công an đã phát lệnh truy nã cô ta, nhưng đến bây giờ vẫn chẳng có một manh mối gì. Một buổi chiều bình yên trên dặm kinh ngã lá, tiếng chim hót vang vọng các tán cây sau một ngày dài mệt mỏi vươn cánh bay khắp nơi. Dưới cảnh chiều ảm đạm đợi đêm dậy, có một người con gái ăn mặc tàn tạ, tóc tai bù xù, đang khập khểnh bước đi trên con đường quê của xóm ngã lá. Người con gái ấy cứ bước như một kẻ vô hồn, đến khi đi ngang qua một căn nhà tranh bỏ hoang, cô ta dừng lại, đưa mắt nhìn vào trong căn nhà mà cảm xúc như muốn vỡ òa lên vì đau đớn. Bước vào trong căn nhà tranh mục nát, dưới đất cỏ mọc trời rạc từng bụi do thiếu chân người qua lại. Cô gái đi khắp nơi trong căn nhà tranh, đi đến đâu cô lại đưa tay sờ vào những vật dụng đã cũ ở bên trong, như thể đang mường tượng lại một điều gì đó trong quá khứ. Từng cái ghế, cái bàn, chiếc giường tre bám đầy tơ nhện, nhưng lại mang đến cho cô ta một cảm giác thân quen đến nghẹn lòng. Rồi bỗng dưng cô ngồi bẹp xuống đất, òa khóc lên nức nở như một đứa trẻ con. Nét mặt thấm đẫm nước mắt, tiều tụy như một bộ xương kia chẳng nào ai khác là Bảo Trân, người từng được chủ nhân căn nhà này hết mực thương yêu. Mấy tháng qua cô ta trốn chạy lang thang khắp nơi, khổ sở cùng cực đến điên dại, cứ như số mệnh đang trả lại sự tuyệt tình mà cô làm với Nguyên khi xưa. Trân lúc này đã thật sự hối hận vô cùng. Cô thầm ước nếu như thời gian có thể quay trở lại, cô sẽ chọn ở bên vòng tay của Nguyên, tuy có chút khổ cực nhưng rất hạnh phúc, bình yên. Nhưng cuộc sống làm gì có chuyện nếu như. Thực tại vẫn luôn tàn khốc như vậy là do cô khi xưa bội bạc, do cô tham phúng phụ bần, nên đã dẫn đến cái tình cảnh hiện giờ. Trân hiện tại thì cũng đã thấm thía 2 chữ quả báo rồi. Ngồi trên chiếc giường tre, Trân đưa mắt ướt lệ nhìn quanh, nơi đâu cũng hiện lên kỷ niệm của cô và Nguyên. Trân lấy ra một khúc vải trắng, bước vô hồn đến gốc cây nhãn phía sau. Vừa đi cô vừa ngân nga những câu: có những buổi chiều mưa ngâu, anh lặn lội đồng sâu, ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu. Cay đắng nào dành cho nhau, người ơi sao nỡ cơ cầu. Khi gió lạnh mùa đông sang, anh thay áo mà đau tắt lòng. Tiếng hát ngọt ngào ngày nào của Trân đã không còn nữa. Giờ đây mỗi câu từ của cô như chất chứa hàng vạn tâm tư buồn khổ, một giọng hát chua chát bi thương tới nao lòng. Tắt khúc vải trắng lên cành cây nhãn, Trần đứng trên ghế đẩu rồi quay đầu nhìn lại căn nhà tranh đã điêu tàn do sương gió. Một lần nữa quá khứ hiện về, khiến cho Trân khẽ nở nụ cười, một nụ cười đau đớn đến tận tâm can. Khoảnh khắc mà Trân đưa cổ vào khoanh vải trắng, chiếc ghế dưới chân ngã ra, cũng là lúc cô thấy Nguyên đang đứng dưới đất nhìn mình. Không còn là khuôn mặt máu me ghê tởm như trước kia cô vẫn từng thấy. Nguyên đứng đó, một nét u sầu, đôi mắt đượm buồn chua xót, như cái ngại cô cất bước ra đi. Gió chiều lạnh lùng thổi qua từng cành cây ngọn cỏ của dàm ngã lá, thi thể Trân cũng đung đưa theo ngọn gió. Cơn gió kia thổi đi hết những bi kịch đã xảy ra trong căn nhà tranh vách lá. Giờ còn lại đây, lúc này, chỉ là thân xác lạnh của Trân.
Kể từ khi xóm làng phát hiện ra Trân treo cổ chết trong căn nhà tranh, thì khoảng thời gian sau đó, người ta vẫn thường hay thấy bóng dáng một người phụ nữ lãng vãng trong căn nhà hoang ấy, cứ ngân nga một câu hát u buồn tới nẫu ruột. Nhưng tuyệt nhiên, họ chỉ thấy một bóng người phụ nữ được cho là oan hồn của Trân, cô độc, lạnh lẽo một mình trong căn nhà, chứ chẳng ai thấy chồng của cô là Nguyên quay trở lại bao giờ cả. Thời gian sau này, câu chuyện của Nguyên và Trân được bàn tán, truyền miệng nhau khắp nơi. Có nhiều người nghe kể về bi kịch của đôi vợ chồng trẻ thì lại trách Nguyên thân nghèo vô dụng, chẳng lo được cho Trân, nên để cô yên vui, hạnh phúc, cớ sao cản lối cô đi trên con đường danh vọng của cuộc đời. Nhưng cũng có nhiều người nói Trân phụ nghĩa Tào Khang, xem nghĩa phu thê như bèo bọt, để rồi cuối cùng phải chịu quả báo thích thắng. Bàn tán là vậy, nhưng chẳng ai có thể đứng ở góc cạnh của họ để hiểu hết được vấn đề. Riêng cá nhân tôi, khi nghe người ta kể về câu chuyện này, lại thấy chẳng có quả báo hay thù hận gì ở đây cả, mà mọi chuyện đều là do ám ảnh lỗi lầm của Trân gây nên. Chính tâm lý tội lỗi của cô đã tự giết chết chính mình. Kẻ nặng tình, người bội bạc. Vậy thì nên trách kẻ nặng tình ngu dốt, hay trách kẻ bội bạc phụ tình? Hay chúng ta phải trách cả hai, vì họ chẳng biết lúc nào là nên từ bỏ? Tôi không nhớ ở đâu, nhưng tôi đã từng nghe một câu như thế này: sung sướng có 9 chữ thì gian truân cũng thế, hạnh phúc có 8 chữ thì bi thương cũng thế, tình yêu có 7 chữ thì phản bội cũng thế, sự thật có 6 chữ thì giả dối cũng thế, bạn bè có 5 chữ thì kẻ thù cũng thế, cười có 4 chữ thì khóc cũng thế, yêu có 3 chữ thì hận cũng thế, ta có 2 chữ thì nó cũng thế. Bởi lẽ vì vậy mà tôi thấy trong câu chuyện của Trân và Nguyên đều chẳng có kẻ đúng người sai, hay chỉ đơn giản là số mệnh đã âm thầm ép họ đổi thay ở ngay cái lúc mà lòng dạ họ yếu đuối nhất. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Lòng Dạ của tác giả Đát Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.